Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Hàng hoạt các vụ trộm liều lĩnh khiến ai cũng khiếp sợ. Thời gian gần đây nhiều vụ trộm táo tợn đã xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người thất kinh khiếp sợ. Mới đây một camera an ninh ghi lại cảnh nhóm 6 thanh niên phá khóa, đột nhập vào căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh rồi lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Theo hình ảnh trên clip cho thấy 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến trước một căn nhà trong hẻm 3 tên cảnh giới và ba tên phá khóa. Sau khi phá khóa xong chúng bật đèn lục tìm lấy nhiều tài sản cho vào ba lo sau đó tắt điện lên xe tổ thoát cùng đồng bọn. Chủ nhà cho biết tài sản chúng lấy đi là một laptop, một máy chiếu và nhiều tài sản khác trong gia đình. Hiện vụ việc đang được công an trích xuất camera truy tìm nhóm trọng này. Một vụ khác manh động hơn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6. Chị TTTT sinh năm 1984, ngụ huyện Bình Chánh, đang ở trong căn nhà ở ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, một đối tượng xông vào nhà rút súng uy hiếp chị T. Đồng thời, đối tượng yêu cầu chị T phải đưa tài sản. Tuy nhiên, tên trộm dùng súng giả và bị chị T phát hiện rằng co tìm cách chống trả, hô hoáng. Lúc này đối tượng rút dao đâm chị T nhiều nhát. Chị T hoảng sợ nên tháo vàng, nhẫn đưa cho nam đối tượng đối tượng sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân bò ra trước nhà thì chị LTTH, sinh năm 1983, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú huyện Bình Chánh, phát hiện nên hô hoáng rồi cùng người dân đưa đi cấp cứu. Sự việc được trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 26 tháng 6, danh bị các trinh sát bắt giữ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu. Danh thừa nhận hành vi phạm tội và khai sau khi cướp vàng đã đem đến tiệm vàng ở quận 8 bán được hơn 13 triệu đồng để trả nợ. Thêm một vụ trộm xảy ra giữa ban ngày được camera an ninh của nhà dân ghi lại vào đầu giờ chiều ngày 27 tháng 6 vừa qua và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm. Theo đoạn clip cho thấy, thời điểm này, một nam thanh niên đeo khẩu trang ngang nhiên tiến lại gần nhà dân. Tên này ngó nghiêng xung quanh rồi đi thẳng vào trong sân. Sau một hồi loay hoay, tên này bỏ chạy cùng chiếc xe máy nhưng bị gia chủ phát hiện và đuổi theo giữ lại tài sản nhận thấy không thể tẩu thoát cùng chiến lợi phẩm nam thanh niên vội bỏ của chạy lấy người còn nữ chủ nhà vì đuổi theo tên trộm mà cả người và xe đều ngã xuống đất tuy vậy người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy bực tức cầm một viên đá ném mạnh về phía tên trộm sau đó người phụ nữ nhìn ngó xung quanh rồi mới dắt xe vào nhà tình hình trộm cắp ngày càng manh động và liều lĩnh yêu cầu bà con hết sức cảnh giác để tránh mất tài sản một cách đáng tiếc